anh thích em. Quá hời hợt. Anh thích em. Nghiêm túc quá à. Chứ nói như nào, bà nói thử tôi nghe coi. Em thích anh. Wow, bà nói nghe hay quá à. Thôi ông đi đi, chứ trễ giờ á. Sắp tới sinh nhật em rồi, hay là anh mua con gấu bông hình Doraemon tặng em nha? Không cần đâu. Hay là anh tặng son, em thích màu gì? Cũng không cần. Vậy lúc đó anh lì xì chuyển khoản cho em, rồi em thích mua gì thì mua nha. Thôi, cũng không cần đâu. Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi anh. Thôi, người yêu tôi không cần đâu, cảm ơn anh nha. Đợi sinh nhật em đi, anh tặng em bó hoa còn lớn hơn đó nữa. Ý em là sao đây? Em thích gì thì nói để anh mua cho em. Trước giờ em tặng quà cho anh, em có hỏi anh muốn hay là không muốn không? Đòi quà và được tặng quà là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu như anh đã hỏi thì em sẽ nói là không cần. Đừng nhìn anh như thế, tình nghiệp anh lắm hay sao? Nhìn vào trong đôi mắt em, anh thấy lấp lánh những điều mới mẻ.